Bên trong hộp nó có cái gì đây? Trong hộp nó có cái gói gì đây? Ồ, mình thích cái máy màu đỏ. Mình mua cái máy màu đỏ nhưng mà clip vô nó vẫn cứ chạy ra màu xanh, mình thích cái màu đỏ hơn. Để coi trong này có cái gì. Mình đọc chữ ngược à. Trang số 30. Trang số 30 họ chỉ mình là, ủa làm gì có trang 30 ta? Đuốc bằng sao hả? Không phải 30, mình lộn rồi. Mới thấy 30 đâu đây rồi ta. Phía sau cuốn sách họ có nhiều cái công thức để làm nè. Bánh brownie pancake nè. Một món làm sandwich nữa nè. Hai món. Cái hình đây. Làm hash brown từ cái khoai tây. Muffin. Rồi phía sau này không có hình vẽ, chỉ có công thức rồi thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món gì đó. Đúng rồi, chụp khi mà mua mình biết là 4 inch nhưng mà mình cũng không có hình dung là nó nhỏ đến như vậy, nhỏ xíu. Cầm nghĩa là trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay. Nhỏ thiệt nhỏ, mình thích màu đỏ ghê mà không có màu đỏ. Rồi bữa sau mình sẽ làm thử cái há cảo. Bây giờ mình đi pha bột để mình làm bánh lọc. Đây mình dùng bột mà bột năng hiệu Thuyền Rồng. Mình sẽ dùng 100 g. 100 g bột. Và ở đây là một một cốc nước. Cấp nước nhưng mờ quá, cái đèn bị chiếu mà không thấy. Cho vào đây một muỗng dầu hành, sẽ đi kho sẵn một cái tô nhân gồm có thịt với tôm. Thì ở đây mình không có nói liều lượng, mà tùy theo mình thích ăn thịt nhiều hay tôm nhiều mà mình cứ làm theo ý nha. Miếng thịt này mình mua ở Costco nhìn thấy nạc ngon mà họ đã lóc da ra luôn rồi. Và bây giờ mình chuẩn bị làm bánh bột lọc. Thì mọi thứ nó phải sẵn sàng để mình làm cho nó tiện, tại vì cái lò này á, cái máy chiên trứng này làm rất là nhanh luôn. Ở đây mình có một tô bột, chén thịt và một đôi đũa nha. Một cái máy chiên trứng. Bên này thì mình có chén mỡ hành, cái dĩa đựng bánh và nước mắm. Đặc điểm mình làm bánh lọc theo cái cách này á thì mình phải ăn liền. Nó có cái ưu điểm là nó mới, mình không cần phải làm quá nhiều để mà mình phải chứa đầy trong tủ. Tại vì mình chỉ cần 5-10 phút là mình có bánh mình ăn rồi. Cho nên nó cũng không cần thiết để mà mình phải làm sẵn. Mình cho vào đây một tí xíu nước mắm thay vì mình cho dầu ăn. Thì nó có vẫn có rất là nhiều dầu trong cái bánh mà nó vẫn dính, tại vì cái bánh nó mỏng lắm, cho nên mình cho tí nước mắm để cái bánh nó không bị dính vô dĩa đó. Mình không cần cho dầu ăn ha. Thì khi mà bánh xong mình bỏ vô dĩa liền, mình có thể để 1-2 tiếng mình ăn cũng được, không có sao, nhưng mà không quá lâu thôi. Còn nếu các bạn mình đã thử xoa dầu rồi thì cái bánh vẫn dính bởi vì nó rất là mỏng và ngon vô cùng luôn. Rồi mình đã cắm điện. Thì khi mà các bạn thấy cái đèn lên màu xanh nè là đã đủ độ nóng rồi đó, thì mình bắt đầu đổ. Dở cái nắp lên, phải có miếng giấy nha, mình đã bị phỏng một lần. Lưu ý các bạn là cái nắp
luôn luôn khi dở nắp đóng nắp phải có một cái miếng giấy, bởi vì cái chỗ cái xanh xanh này mình nghĩ là nhựa chứ nó nóng lắm, không phải nhựa đâu nha, nhìn cứ nghĩ luôn luôn nghĩ nhựa nhưng mà không phải nhựa đâu, nên rất là nóng, lúc nào phải có tờ giấy. Các bạn chú ý cái cách mình tráng bột nha, bởi vì khi mà mình đổ bột vô, mình lần đầu mình cũng bị mình đổ bột vô mà nó cứ bị rổ rổ cái mình phải đắp lên và mình làm cũng hơi bị nản á, cho nên khi múc một cái muỗng bột là muỗng hơi đầy một tí. Tay trái mình cầm cái nắp nè, tay phải mình đột bổ bột ngay chính giữa. Chứ mình dùng cái muỗng mình cứ chan chan ra, rồi sau đó mình sẽ cầm cái nắp, nhớ giữ cái miếng giấy nha, lần là cái bột nó sẽ không bị rổ. Đó là cái kinh nghiệm mình làm cũng mấy lần rồi đó. Khi các bạn thấy phía bên tay phải của cái nắp mà khói nó bay lên á, thì các bạn để khoảng 5 giây nữa là mở nắp ra là vừa, là bột vừa chín. Làm cái làm bánh bằng cái khuôn cái bếp này đó ngon, phải công nhận là rất ngon, vì cái bột mỏng nó dai và nó nhanh, mọi thứ sẵn sàng rồi thì bột pha thì nó quá dễ, một lần mình pha có 100 gram mà mình ăn một hai người ấy, pha 100 gram thôi mình ăn sáng đó, mình lấy cái đũa mình kẹp hai đầu lại là năm trong vòng 50 phút là mình có bánh mình ăn rồi. Nếu các bạn không muốn đổ nước mắm á, ở dưới đáy dĩa đó thì các bạn thoa dầu, mặc dù thoa dầu nó sẽ cũng dính, cho nên khi mình lấy bánh ra mình cứ bỏ đại xuống đi, rồi khi bánh nó nguội cái bột nó cứng trở lại á, thì mình dùng cái này trét cái dầu nè, mình luồn ở dưới cái bánh như nè, mình luồn dưới là cái bánh nó không còn dính nữa, mình luồn dưới luồn cái dầu xuống dưới cái bánh á. Tại một dĩa vậy mình để chừng 6 7 8 cái vậy thôi, mình luồn vô bánh nó không còn dính nữa, đẩy nó qua một bên để mình bỏ cái mới. Đây, chưa đầy 5 phút mình đã có 1 2 3 4 5 6 cái bánh. Cái này là một người ăn là đủ rồi đó. Đó, chưa đầy 5 phút. Ban đầu mình không có thích cái khuôn này lắm đâu. Tại nó dính đó, nhưng mà mình đã tìm cách cải thiện được nó rồi. Và cho miếng nước mắm vô. Cho tí nước mắm không chừng cho dầu. Dầu thì hồi cái bánh nó ướt nhiều dầu, bây giờ mình cho mỡ hành vô nè. Rồi. Cho một miếng hành phi vô. Ngon không? Hành phi này cũng tự làm luôn. Đó. Ngon quá. Xong rồi đó. Em quay gần cho bạn coi cái bánh bánh có cái độ mỏng cỡ nào. Đây, với 100 g bột đó, mình làm được 3 dĩa nè. Đủ 2 người ăn không? Dư sức luôn á. À, tổng cộng 18 cái, mỗi dĩa mình để 3 cái nè. Ở đây ở khu vực phụ cận Tôn Tô này á, mình mua một vỉ để coi nếu đây. 4 cái, 5 cái hả? 4 cái hay 5 cái gì là 3 đồng 75 là lâu lắm rồi đó. 3 đồng 75 mà không có nhiều nhưng mà không ngon gì đâu. 100 g bột. Quá là dễ khi pha bột. Rồi chỉ cần mất trong vòng 10 phút mình có 3 dĩa bánh. Cái nhân thì mình không tính, nhân thì mình phải kho để sẵn. Mình không cần nhồi bột nè, bắt bánh nè, luộc bánh, rửa nồi không cần. Đỡ tiết kiệm được 2 tiếng đồng hồ đó.